Bây giờ tôi đang tại trong nghĩa trang Hàng Dương. Mộ cô Võ Thị Sáu thì bên này, chỗ mọi người đang tập trung làm lễ. Bên phía tay trái, còn đi thẳng vô là tượng đài các vị chiến sĩ thương binh tử nạn đã hy sinh anh dũng cho bảo việc bảo vệ tổ quốc dân tộc Việt Nam. Okay.